Hỏi bài chỉ trả lời được thì họ thuyết áp. Tại nghe về Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau đi sang bài toán đó là tích phân của hàm mật. Thế thì thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào phần một nhỏ, khái niệm. Thế nào là tích phân hàm mật? Thì các bạn có thể nhìn thấy thầy hai cái tích phân mà thầy cho như ở trên bảng. Đó là tích phân y 1 đó là tích phân từ A đến B của hàm f2x nhân x và tích phân y 2 của chúng ta được tính bởi tích phân từ A đến B của hàm x bình nhân với cả f tại x mũ 3 nhân đến x. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay là trong các tích phân mà thầy vừa cho xuất hiện các hàm số mà chúng ta chưa xác định. Vậy những hàm số mà chúng ta chưa xác định đó là hàm số nào thì chúng ta sẽ gọi đấy là tích phân của hàm ẩn. Rồi, vậy thì ở đây thầy đã định nghĩa tích phân hàm ẩn thông qua các ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu nhất. Vậy thì làm nào để chúng ta giải được các bài toán về tích phân hàm ẩn? Thì đây nó một cách đơn giản là chúng ta chỉ có phương pháp giải chung là dựa vào các tính chất và các khái niệm về tích phân thôi. Vậy thì ở đây thầy sẽ nhắc lại cho các em một số các tính chất quan trọng. Thế các em nên nhớ là phần này rất là rộng, học càng nhiều thì càng tốt, nhớ càng nhiều công thức giải nhanh thì càng tốt nhá. Nhưng hãy nhớ là chúng ta vẫn phải có những công thức nền tảng như sau. Thứ nhất, đó là tích phân từ A đến B của hàm F phẩy x nhân đấy e thì bằng F tại B nhân S tại A. Các bạn hãy chú ý kỹ là tích phân của hàm F thì nguyên hàm của nó sẽ ra đúng hàm F và khi thế cận vào được FB trừ f, B, chứa f Nếu hai cận của tích phân mà cùng bằng nhau và cùng bằng A thì giá trị của tích phân luôn luôn bằng 0 tích phân từ A đến B của hàm số f(x) dx thì luôn luôn bằng trừ tích phân từ B đến A của hàm số f(x) dx. Đây là tính chất mà khi chúng ta khi chúng ta đổi cận đổi vị trí hai cận của một tích phân thì giá trị của hai tích phân trở nên đối nhau. Và cuối cùng đó là uh, tích phân từ A đến B của hàm dx chính xác hơn là tích phân từ A đến B của vi phân dx thì đúng không? Bởi vì hàm ở đây sẽ là một đúng không? Vậy thì ở đây nó bằng B trừ A luôn nhá. Thì công thức này ở đây chẳng qua là f(x) đang bằng 1. Nào và ở đây về phần tính chất thì chúng ta có hai cái tính chất rất giống như ở nguyên hàm đó là tích phân của một tổng hay là tích phân của một hiệu thì em tách thành tổng hiệu hai tích phân hay là trong tích phân của chúng ta mà chứa các hàng số k ví dụ như là tích phân từ a đến b của k lần fxdx thì các em hoàn toàn có thể đưa k ra ngoài sau đó chúng ta lấy k nhân với tích phân từ a đến b của hàm fxdx thôi rồi hai tính chất này rất là giống nguyên hàm đúng không các em bản chất là bài này thầy đã dạy cho các em ở tiết đầu tiên khi trường học khái niệm về tích phân đây là thầy chỉ nhắc lại kiến thức thôi tiếp theo ở đây đó là uh, tích phân từ a đến b của hàm fxdx mà các em đưa thành hàm ftdt mà cùng cận là a đến b thì giá trị của hai tích phân là như nhau bởi vì các em có thể đồng ý với thầy đó là hàm fxdx thì có nguyên hàm giống như hàm nguyên hàm của hàm ftdt đồng ý cho này cho nhỏ chỉ khác mỗi ẩn thôi nhưng các bạn nhớ nhá fxdx thì mới bằng ftdt chứ không phải là ftdx thì lại không được đâu ok chú ý kỹ chỗ này cụ thầy không cứ thấy uh, không quan tâm gì đến dx đế mà cứ ftx mà cũng bằng fx là chết thầy rồi nhá yeah. rồi ok và các em hiểu là tại sao tất cả những thằng này đây đều bằng nhau vậy bởi vì nó đều bằng f lớn tại b trừ f lớn tại a trong đó f lớn đều là nguyên hàm của f nhỏ hết ok tiếp theo tích phân từ a đến b của số fx sẽ bằng tích phân từ a đến c cộng tích phân từ c đến b để tính nối cận thì ở bài trước thầy đã nói rất kỹ về phần này rồi Vậy thì sau đây thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào một số các dạng toán Ở đây thầy liệt kê cho các em như sau Thứ nhất đó là tích phân hàm mật đổi biến số Trong phần tích phân hàm ẩn đổi biến số thì ở đây thầy sẽ lấy cho em trước một ví dụ như sau Đó là thầy cho các em một tích phân từ 0 đến 4 của hàm số fx dx bằng 16 Và thầy yêu cầu các em đó là tính tích phân từ 0 đến 2 của hàm f2x nhân dx Vậy trong bài toán như ở trên bảng thì các em nhìn quan sát này Chúng ta chưa biết fx là hàm số nào nhưng đề bài có cho nó là tích phân từ 0 đến 4 của hàm số f(x) dx thì bằng 16. Và đề bài yêu cầu chúng ta đi tính cái tích phân này. Vậy vậy thì để giải quyết bài toán này ở đây, thầy sẽ đưa cái hàm f2 f2 x nhân dx này về hàm ft dt bằng việc là có một cái dấu hiệu rất là đơn giản. Nếu đề bài cho ft như này thì các em cứ đặt nó thành t và các em phải đổi vi phân x thành vi phân của t là xong. Rồi, thì có hai cách, một là các em đặt riêng ra. Nếu các em làm thành tạo rồi còn nếu các em chưa làm thành tạo thì các em đặt các em ghi hẳn chữ đặt T bằng 2X Còn nếu bạn nào làm thành tạo rồi thì đổi thẳng vi phân ra cho thầy nhá Nào, thì đây là lời giải Thầy là T bằng 2X Suy ra X bằng T trên 2 Và kéo theo đến X bằng DT trên 2 Ờ, vậy thì đến lúc này thầy phải đổi cận Các em chú ý kỹ nhá đổi biến phải đổi cận nhá Rồi, vậy thì cận của chúng ta đang là từ 0 đến 2 Các bạn nhớ là chúng ta đang đổi biến cho tích phân này nhá Cận đang là từ 0 đến 2 Vậy thì T của chúng ta tương ứng này Thay 0 vào đây được không Thầy 2 và đây được 4, vậy chúng ta được cận mới là từ 0 đến 4. Vậy thì từ đó ta suy ra cái tích phân y cần tính của chúng ta sẽ bằng tích phân từ 0 đến 4 của hàm Ft nhân với Dt trên 2. Ở đây thầy vừa đổi Dx thành Dt trên 2. Vậy khi đó ở đây thầy đưa 1 phần 2 ra ngoài thì thầy sẽ được là 1 phần 2 nhân với tích phân từ 0 đến 4 của Ft Dt. Vậy đến lúc này chúng ta hãy sử dụng giả thiết này. Tích phân từ 0 đến 4 của Ft Dt chính là bằng tích phân từ 0 đến 4 của Fx Dx theo phần tính chất mà thầy vừa nêu ra vừa lấy đúng không? Vậy ở đây chúng ta thay nó bằng 16 vào, ta đọc 1 phần 2 nhân 16 và bằng 8. Rồi, ok, sau đây thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào một số các bài tập tự luyện. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 1. Ở trong câu số 1 ở đây thầy cho tích phân từ 1 đến 2 của hàm số f(x) nhân x thì bằng a. Và đề bài yêu cầu là hãy tính tích phân từ 0 đến 1 của hàm x nhân với f tại x bình cộng 1 nhân với x theo a. Thế thì các em cùng nhau quan sát vào câu số C1 giúp thầy. Thì các bạn nhìn thấy ngay ở đây chúng ta có một lượng đó là F tại x bình cộng 1. Vậy chúng ta hãy đặt nó bằng T nhá. Thầy vẫn sẽ đặt bình thường ra nhưng sau đó thầy sẽ hướng dẫn em cách đó là chúng ta làm trực tiếp luôn thì nó phù hợp với trắc nghiệm. Tất nhiên là sẽ dành cho những bạn nào đã phải thật sự thành tạo về phần này rồi. Nào, vậy thì nếu chúng ta đặt T ra bằng x bình cộng 1 thì công việc tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ rút x bình theo T. Chúng ta không thể nào rút được uh, x theo t bởi vì khi đó chúng ta sẽ phải khai căn. Vậy đến lúc này ở đây thầy sẽ thực hiện vi phân luôn. Vậy khi thầy vi phân thầy để được 2x dx sẽ bằng uh, dt. Rồi, 2x dx bằng dt. Vậy thì các em quan sát thật kỹ trong cái tích phân này của chúng ta đã có x dx rồi. Đấy là lý do tại sao đề bài có cho thêm x ở ngoài đúng không? Vậy x dx này chúng ta sẽ thay nó thành dt chia 2. Rồi, bây giờ chúng ta đổi cận nào đổi cận này cận của chúng ta đây các bạn nhìn vào tích phân đi cận ban đầu là từ 0 đến 1 thế thì cận tiếp theo của chúng ta sẽ từ đâu đến đâu thì thay 0 vào đây t sẽ bằng 1 thế còn thay 1 vào đây t sẽ bằng 2 đồng ý cho đây chưa nhỉ vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra y của chúng ta bằng tích phân của chúng ta bây giờ sẽ là cận từ 1 đến 2 đúng không các em 1 đến 2 rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thế nhé chúng ta sẽ bắt đầu thay cái thằng F tại x bình cộng 1 này thành Ft được không nhỉ thế còn x nhân với x ta thay nó thành dt chia 2 được không các em dt chia 2 vậy đến lúc này thì sẽ đưa 1 phần 2 ra ngoài nhân với tích phân từ 1 đến 2 của hàm số Ft dt vậy đến lúc này ở đây chúng ta quan sát kỹ này chúng ta sử dụng tính chất này Vậy tích phân từ 1 đến 2 của hàm số FTDT chính là bằng tích phân từ 1 đến 2 của hàm số FXD theo đúng phần tính chất thầy cho đúng không? Vậy thầy sẽ thay cái giá trị của tích phân này bằng A. Vậy kết quả ở đây thầy được 1 phần 2 nhân A. Vậy ở đây thầy sẽ ghi luôn thành A chia 2. Yeah. A chia 2. Vậy đáp án của thầy đây đó chính là đáp án C. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số C2. Ở trong câu số C2 thì ở đây các bạn nhìn này. Để bài cho Fx là hàm số liên tục trên R và tích phân từ 0 đến 1 của hàm số FxDx dx bằng 2020. Và đề bài yêu cầu đó là tính tích phân từ 0 đến pi trên 4 của f sin nhân cos 2x nhân dx. Thì chúng ta cùng quan sát này, ở đây chúng ta có f x vậy chúng ta sẽ phải đặt t bằng sin x nha. Vậy thì việc đặt t bằng sin x thì chúng ta sẽ vi phân luôn chứ chúng ta không rút đích theo t nữa. Vậy dt của chúng ta bằng thì đạo hàm thằng này sẽ ra là hai lần cos đúng không? 2 lần cos 2x nhân với dx nào vậy thì đến lúc này các bạn cùng nhau quan sát này chúng ta còn phải đổi cận nữa nào đổi cận x sang t x là nằm từ 0 à thế này từ 0 đến b trên 4 0 chứ đừng có từ 0 đến 1 nhé các bạn nhớ là chúng ta đang đổi biến cho cái tích phân này thì phải lấy cận của nó nhé chứ đừng đang đổi biến ở đây và lấy cận ở đây thì buồn cười lắm thì gặp rất nhiều trường hợp như vậy đấy nào thế thì nếu x bằng 0 thì tay vào đây ta được sinh không thì các em bấm máy tính sinh không thì nó bằng không thôi ok thì nếu x bằng b trên 4 thì các em thay vào đây 2 nhân b trên 4 sẽ là b trên 2 và cb trên 2 thì nó bằng 1 cái này các em tự bấm nhá thầy không hướng dẫn bấm đâu vậy từ đó ta suy ra này tích phân y của chúng ta bằng bây giờ cận của chúng ta là từ 0 đến 1 anh ép uh, sin 2x này thì thầy sẽ viết thành ST rồi. Thầy vừa đổi thành T rồi đúng không? Thế còn cos 2x đấy thì các em nhìn kỹ này, cos 2x đấy này, này thì bản chất nó chính là DT 2 nhá. DT chia 2. Vậy ở đây thầy lại đưa 1/2 ra ngoài thì thầy sẽ được là 1/2 nhân tích phân từ 0 đến 1 của FT DT thì giống bài phía trước. Vậy anh này bằng 1/2 nhân với 2020. Kết quả ra là ra 1010. 1010 Vậy đáp án của thầy đây, đó trình đã đáp án B Nào thầy và Kem sẽ cùng nhau đi vào câu số 3 Thì ở trong câu số 3 đề bài cho F là hàm số liên tục trên đoạn từ A đến B Và thỏa mãn đó là tích phân từ A đến B của hàm số Fx nhân đế x bằng 7 Và đề bài yêu cầu đó là tính Y của chúng ta là tích phân từ A đến B Của ở hàm F tại A cộng B trừ x nhân đế x Rồi, ok trong bài toán trông thì kinh khủng thôi. nhưng thực tế đây nó khá đơn giản chúng ta có hàm f tại a cộng b chữ x vậy chúng ta sẽ đặt toàn bộ a cộng b chữ x là t được chưa rồi vậy chúng ta rút x theo t để vi vân x của chúng ta bằng a cộng b trừ t ok chưa sau đó chúng ta rút dx theo dt rút T. tính dx thì các bạn biết là uh, vi phân của anh này thì a với b nó đều đạo hàm ra không hết vậy thì vi phân của hàm của a cộng b trừ t ra trừ dt thôi ok chúng ta đổi cận thì sau này cái bước đổi cận thì kem làm thật nhanh của thầy nhá đổi cận nào nào x của chúng ta là nằm từ a đến b đây nằm từ a đến b rồi bây giờ chúng ta kiểm tra nhá nếu x bằng a thì thay vào đây a A hết thì được b rồi nếu x bằng b thay vào đây thì lại được a vậy cận mới của chúng ta là nằm từ b đến a vậy ta sẽ suy ra y của chúng ta lúc này bằng y của chúng ta bằng tích phân từ b đến a nào thì bây giờ cái thằng f này bây giờ chúng ta sẽ thay thành ft đúng không nhân thì các bạn nhớ lúc này ở đây là chúng ta nhân với cả trừ uh, dt trừ dt đó vậy thầy sẽ đẩy dấu trừ ra ngoài và đồng thời ở đây thầy sẽ đổi vị trí hai cận vậy khi thầy đổi vị trí hai cận thì dấu trừ ở đây sẽ biến mất vậy kết quả ở đây thầy sẽ biến đổi nó thành tích phân từ a đến b của hàm số FT dt thôi và thầy đã khử được dấu trừ rồi đúng không mà tích phân từ a đến b của hàm số ft dt thì các bạn quan sát kỹ này nó chính là bằng tích phân từ a đến b của hàm số fx dx và nó nằm bằng 7 vậy anh này sẽ bằng đúng 7 luôn vậy đáp án của thầy đây đó chính đã là a nhé yeah. Rồi thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 4 Ở trong câu số 4 đề bài cho là biết rằng tích phân từ 1 đến 3 của hàm F tại 3x 1 nhân dx bằng 20 và đề bài yêu cầu là hãy tính tích phân từ 2 đến 8 của hàm số F dx thì chúng ta cùng nhau quan sát này Vậy đến lúc này là cái tích phân cần tính này của chúng ta thì không có gì để đặt cả Vậy chúng ta sẽ đặt ngay, chúng ta sẽ đổi biến cho cái giả thiết này Thầy sẽ đặt T bằng 3x 1 Vậy ở đây thầy sẽ suy ra dt của à, x của chúng ta bằng x của chúng ta sẽ bằng t cộng 1 chia 3. Rồi. Và đồng thời sẽ rút ra được dx bằng nào, vi phân thằng này ở đây là 1 phần 3 đúng không? 1 phần 3 dt. Ok. Vậy uh, tiếp theo này, thầy sẽ đổi cận. Đó. Vậy thì cận của chúng ta này, x này, t này từ 1 đến 3 Thế bây giờ thay 1 vào đây 3 x 1 1 là được 2 Thay 3 vào đây 3 x 3 1 là được 8 Vậy cận mới của chúng ta thì nằm từ 2 đến 8 Đúng không? Vậy từ đó ta suy ra này Y này của chúng ta bằng Là tích phân bây giờ sẽ đổi thành là từ 2 đến 8 Anh canh F này thì đã đổi thành FT rồi đúng không? Anh này là FT Nhân này Thì DX lúc này của chúng ta là DT chia 3 Hay là 1 phần 3 DT Vậy thầy có thể đưa 1 phần 3 ra ngoài luôn DT tiết kiệm Rồi vậy ở đây chúng ta được là Y của chúng ta bằng 1 phần 3 nhân tích phân thứ 2 đến 8 à, Thầy xin lỗi một tí à, Không phải là Y Mà chúng ta chưa đặt tên này là gì đúng không suy ra này Cái vế trái này này Cái biểu thức này này Nó đang bằng 1 phần 3 nhân tích phân thứ 2 đến 8 của FTDT Và đề bài đang yêu cầu thằng này bằng 20 Đúng không nhỉ và đến lúc này thì các bạn nhớ ngay là cái tích phân từ 2 đến 8 của hàm số FTDT này nó chính là cái giá trị y mà chúng ta cần tìm. Vậy chúng ta sẽ rút ra y chúng ta bằng. Đây nhá, các bạn nhớ kỹ là cái tích phân này của chúng ta đang chính là cái biểu thức y cần tìm. Vậy chúng ta nhân 3 lên, ta được là 60. Đó. Vậy kết quả của thầy đây, đó là đáp án D nhá. Thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 5. Ở trong câu số 5 đề bài cho tích phân từ 1 đến 4 của hàm số fx nhân dx bằng 9 và đề bài yêu cầu đó là tính tích phân từ 0 đến 1 của hàm f tại 3 cộng 1 nhân dx thì câu này cũng khá là giống câu phía trước của chúng ta đúng không? Tuy nhiên câu này đây thầy sẽ làm nhanh hơn một chút. Nào thì chúng ta sẽ biến đổi thằng này. Bây giờ thầy thầy sẽ đổi cận trực tiếp cho các em luôn nhé. Nếu mà làm như các bài trước thì thôi không có gì để nói cả. Thì đến ở câu C5 này thầy hướng dẫn các em cách làm trực tiếp luôn thì nó phù hợp với trách nhiệm và phù hợp với những bạn nào đây đã thành thạo bốn câu vừa rồi nào vậy ở đây công việc của thầy này thầy nhận ra là ở đây là nếu thế là t bằng 3 x cộng một thì việc đổi vi phân của chúng ta trở nên vô cùng đơn giản đó là vi phân dx của chúng ta mà đưa thành vi phân của 3 x cộng một chúng ta chia 3 là xong đúng không và anh này sẽ là f tại 3 x cộng một nhân với vi phân của 3 x cộng một chia 3 ok vậy đến lúc này ở đây chúng ta sẽ đặt t bằng ba cộng một nghĩa là chúng ta đặt trực tiếp luôn và chúng ta cũng đổi cận trực tiếp luôn nào và anh này bằng 1 phần 3 này nhân này thì có phải lúc này ở đây cái thằng bãi cộng 1 này là T thì lúc này ở đây chúng ta sẽ đổi thành dt có đúng không các em vậy đến lúc này chúng ta đổi cận như nào thì T chính là bãi cộng 1 thì các em ném không vào ném không vào thì được 1 đúng không đấy nhá 3 3 nhân 0 đây thấy bằng 0 3 nhân 0 cộng 1 ra 1 thay cận trên vào thì 3 nhân 1 cộng 1 là ra 4 Ok, và đến lúc này chúng ta sử dụng nốt giả thiết đó là tích phân từ 1 đến 4 để bài nó cho bằng 9 Vậy 9 mà nhân với 1 phần 3 Kết quả là 3 Đấy các bạn nhìn này Cách này của thầy nó rất phù hợp với trắc nghiệm Nhưng tất nhiên là các bạn hãy làm thật tốt bốn câu vừa rồi nhá. Yeah. Ok, đáp án của thầy đây Đó là đáp án B Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 6 Ở trong câu số 6 đề bài cho chúng ta hàm số Y bằng Fx uh, Liên tục trên R và thỏa mãn đó là Tích phần từ 1 đến E của F lên X trên X nhân đế X bằng E Và mệnh đề nào sao đây đúng Thế thì uh, với cả câu hỏi ở trên bảng thì ở đây thầy khuyên là các em nên làm theo cách uh, trực tiếp ở đây thầy vừa hướng dẫn là câu C5 thì ở đây chúng ta làm sẽ nhanh hơn rất là nhiều thì chúng ta đặt thì nó cũng không phải là quá lâu nhưng rõ ràng thì mất nhiều thời gian hơn so với cách chúng ta làm trực tiếp bởi vì những bài đơn giản thì chúng ta đừng nên làm nó quá dường giả nhá đừng làm quá dường giả vậy thì ở đây chúng ta có này uh, tích phân từ 1 đến e của hàm f len x chúng ta có f len x uh, trên x nhân x và chúng ta đều chúng ta được học cái phần uh, Ờ, nguyên hàm đổi biến là dx trên x thì bản chất nó chính là vi phân của len đúng không đúng không vậy chúng ta sẽ đưa thành vi phân của len x để bài nắm bắt nó bằng e này để bài nắm bắt nó bằng e vậy đến lúc này chúng ta đặt t bằng len x là xong vậy tương đương này đó là chúng ta sẽ biến nó thành ft dt và tất nhiên là cách này đây có một cái mà kem rất hay quên đó là cái quên nổi cận nếu các em đặt riêng ra thì các em thường không quên đổi cận còn nếu các em chuyển trực tiếp này này rất nhiều bạn đi cầu thả là quên đổi cận để chết đấy nhá vậy đây chúng ta đổi cận này thay x bằng một và ta được len một len một là không thế x bằng e vào len e thì lại là một được chưa anh này bằng e vậy ở đây rõ ràng mệnh đề nào sau đây đúng nhá đó là nếu đề bài cho tích phân từ 1 đến e của f len x trên x nhân đấy bằng e thì tích phân từ 0 đến 1 của f dt cũng sẽ bằng e tích phân từ 0 đến 1 của f dt đây đáp án b Yeah. ok nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 7 ở trong câu số 7 đề bài cho hàm số fx có đạo hàm trên cái đoạn từ 1 đến 2 và đề bài cho f tại 2 thì bằng 2 và f tại 4 bằng 2, 2018 và đề bài yêu cầu chúng ta đó là tính tích phân từ 1 đến 2 của hàm f phẩy tại 2x nhân đấy thế thì đến lúc này các bạn quan sát này chúng ta sẽ sử dụng đến công thức này đó là tích phân từ a đến b của hàm số f x dx thì sẽ bằng fb trừ đi fa tuy nhiên thì ở đây phải là f đấy thì các bạn nhìn thấy ngay này đây là f như u nhưng lại chưa phải nhân với du vậy thầy và các em ở đây sẽ uh, đổi vi phân đấy thành vi phân của hai x là xong thì rõ ràng vi phân này rất là dễ đổi nên chúng ta đổi trực tiếp nhé tránh trường hợp chúng ta phải đặt ra nó hơi mất thời gian vậy anh này bằng ta có y lúc này bằng tích phân từ 1 đến 2 của này f phẩy của hai x thì chúng ta nhân thẳng với vi phân của hai x chia hai luôn Ok, chúng ta đổi dx thành d của 2 x trên 2. Và đến lúc này thầy đưa 1 phần 2 ra ngoài. Nhân này. Các bạn nhìn này. Thầy sẽ đổi thành f t dt. Đúng không? Vậy thầy phải đổi cả cận nhá Nhớ là phải đổi cận. Vậy thầy thay 1 vào đây. Thay 1 vào đây. 2 nhân 1 là 2. Thay 1 và 2 x nhé. Được đặt t bằng 2 x mà. Thay 2 vào đây là được 4. Vậy đến lúc này thầy sẽ áp công thức mà thầy vừa cho. Vậy anh này bằng 1 phần 2 nhân này. Uh, cái tích phân này sẽ được tính bằng f tại 4 chứ f tại 2. Được chưa? f tại 4 trừ đi f tại 2. Và đề bài cho f tại 4 bằng 2018. Đề bài cho f tại 2 bằng 2. Vậy kết quả đây thầy được là 2018 trừ đi 2 chia cho 2. Đúng không? Uh, 2016 chia cho 2 là 1008. 1008 Vậy với kết quả như ở trên bảng Thầy sẽ lựa chọn đáp án C Nào thầy và Kem sẽ cùng nhau đi vào dạng số 2 Đó là tính chất nối cận của tích phân Thì ở trong phần tính chất nối uh, cận của tích phân Thì các bạn cùng nhau nhớ lại thầy hai công thức chính Đó là tích phân từ A đến B Của hàm số Fxdx Thì ta có thể tách thành tích phân từ A đến C Cộng với cả tích phân từ C đến B Của hàm số Fxdx Và cũng đừng quên Ở đây chúng ta có tính chất Đó là tích phân từ A đến B Của hàm số Fxdx thì bằng tích phân từ A đến B của hàm số FTDT cũng sẽ bằng tích phân từ A đến B của hàm số FUDU ok, vân 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 vân, FVDV cũng được nha, yeah. rồi vậy thì ở đây thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 8, ở trong câu số 8 ở đây đề bài cho chúng ta hàm số FX xác định và liên tục trên R có tích phân từ 2 đến 5 của hàm số FXDX bằng 3, và tích phân từ 5 đến 7 của hàm số FXDX bằng 9 đề bài yêu cầu chúng ta là tính tích phân Y của chúng ta bằng là tích phân từ 2 đến 7 của của hàm số f(x)dx. Vậy để giải quyết câu C8 thì các bạn nhìn này. Ở đây chúng ta có ba cái tích phân. Tích phân từ 2 đến 5. Tích phân từ 5 đến 7. Và tích phân cần tính là từ 2 đến 7. Vậy ở đây chúng ta chỉ cần tách cái tích phân cần tính từ 2 đến 7 thành hai cái tích phân từ 2 đến 5 cộng với cả từ 5 đến 7 và ra kết quả đúng không? Vậy đây anh này bằng tích phân từ 2 đến 7 thì sẽ tách thành từ 2 đến 5 của hàm số f(x)dx cộng với cả tích phân từ 5 đến 7 được chưa nhỉ của hàm số FxD. à vậy thì ở đây chúng ta cùng nhau quan sát là đề bài ở đây đều cho chúng ta giá trị của hai tích phân này rồi anh này thì bằng 3 còn anh này thì bằng 9 vậy ở đây chúng ta được 3 cộng 9 và kết quả cần tìm ta là 12 vậy đáp án của thầy đây đó là đáp án C Thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 9 Ở trong câu số 9 ở đây đề bài cho chúng ta hàm số Fx liên tục ở uh, trên cái đoạn từ 0 đến 10 và thỏa mãn đó là tích phân từ 0 đến 10 của hàm số dx thì bằng 7 và tích phân từ 2 đến 6 của hàm số fxd thì bằng 3. Nhưng đề bài bắt chúng ta tính tổng của hai cái tích phân đó là tích phân từ 0 đến 2 cộng tích phân từ 6 đến 10 của hàm số dx Trong bài này thì không có gì để biến đổi cả. Thì các bạn cùng nhau quan sát này. Vậy làm nào để chúng ta tính được cái tổng từ 0 đến 2 cộng với từ 6 đến 10? Vậy một cách rất là đơn giản, việc đầu tiên là chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ phải sử dụng công thức đó là chúng ta nối cận tách cận ra Vậy làm nào để chúng ta tách như nào thì các em hãy quan sát này. Chúng ta luôn luôn hãy tách cho thầy cái tích phân ở đây có cận rộng nhất trong bài. Rộng nhất đây nghĩa là gì? Chúng ta có các cận này. 0 này, 10 này, 26 Đúng chưa? 0 10 2 6. Vậy rõ ràng tích phân từ 0 đến 10 sẽ là cái tích phân chứa toàn bộ các tích phân còn lại đúng không? Ok, vậy chúng ta sẽ tách thử cái tích phân này. Nào, vậy ta có này. Tích phân từ 0 đến 10. Thôi thầy không biết fxdx nhá. Rồi, với tất cả hàm trong đây là như nhau. Đồng ý cho này chưa nhỉ? Sẽ bằng này. Thầy sẽ tách thành tích phân từ 0 đến 2 trước. Đồng ý chưa? Thì thầy sẽ phải cộng với cả tích phân từ 2 đến 6. Sau đó thầy sẽ cộng thành tích phân từ 6 đến 10. Thì bình thường chúng ta tách thành tổng của 2 nhưng ở đây thầy tách thành tổng của 3 tích phân một lúc từ 0 đến 2 này, lại từ 2 đến 6 này, rồi lại từ 6 đến 10. Vậy rõ ràng về trái với phải bằng nhau rồi đúng không? Nhưng các bạn nhìn này, cái tổng tích phân cần tính là từ 0 đến 2 cộng từ 6 đến 10 Nên là chúng ta sẽ lấy tích phân từ 0 đến 2 cộng tích phân từ 6 đến 10 ở đây ra đúng không vậy từ đó chúng ta tương đương này tương đương này cái biểu thức b này chúng ta bằng này chính là tích phân từ 0 đến 2 cộng tích phân từ 6 đến 10 vậy cái biểu thức b này chúng ta bằng tích phân từ 0 đến 10 trừ đi tích phân từ 2 đến 6 trừ đi tích phân từ 2 đến 6 các bạn đã hiểu bài cho này chưa nhỉ rồi, như là thầy chuyển về anh này sang thì cái biểu thức tổng của hai cái tích phân này chính là P. Vậy thì ở đây chúng ta điền uh, cái giả thiết đề bài cho vào là xong. Từ 0 đến 10 thì tích phân ta đây bằng 7. Còn anh này thì bằng 3. Vậy ta được 7 3. Kết quả ta bằng 4. Vậy đáp án thầy chọn đây đó là đáp án B nhé. Yeah. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 10. Ở trong câu số 10 ở đây đề bài cho chúng ta câu hỏi đó là biết fx là hàm số liên tục trên R. Và đây đề bài cho tích phân từ 0 đến 6 của hàm số fxdx thì bằng 4 và tích phân từ 2 đến 6 của hàm số stdt thì bằng chữ -3. À, và đề bài yêu cầu là tính tích phân y là từ 0 đến 2 của hàm số fv trừ đi 3 nhân với dv. Vậy việc đầu tiên ở đó là thầy sẽ tách cái thằng tích phân y cần tính này thành hai cái tích phân đã. Nào vậy ta có này, y đã bằng này, tích phân từ 0 đến 2 của hàm số fvdv. Được chưa? Rồi, chúng ta trừ đi 3 lần. Ừ. Trừ đi 3 lần tích phân từ 0 đến 2 của hàm số DV. Vậy anh này bằng tích phân từ 0 đến 2 của hàm số FV DV. Thế còn cái tích phân này thì ở đây các bạn bấm máy tính ra và kết quả ra là trừ 6. Ờ. thầy xin lỗi, đây nhá. Bằng tích phân này trừ đi 6. Ok. Rồi chúng ta bấm tích phân này ra nó bằng 6 nhá. Ok. Vậy thì đến lúc này ở đây các bạn quan sát hộ thầy này. Vậy thì để tính được cái tích phân đi thì chúng ta cần phải tính được cái tích phân từ 0 đến 2 của hàm số FVDV. Làm nào để chúng ta tính được cái tích phân này? Chúng ta dựa vào hai giả thiết đề bài cho. Đó là đề bài cho tích phân từ 0 đến 6 của hàm số FXDX và đề bài cho chúng ta tích phân từ 2 đến 6 của hàm số FTDT. Như thầy nói là FXDX hay là FTDT thì không ảnh hưởng đến bài toán đâu. Ok, vậy thì chúng ta cứ coi chung là f(x)dx hết hoặc là chúng ta coi hết về f(v)dv cũng được. Vậy ta có một điều này. Ta có đây. Tích phân từ 0 đến 6 của hàm số f(x)dx thì thầy sẽ đưa về hàm số f(v)dv cũng bằng 4 nhá. Đúng không nhỉ? Ok chưa nhỉ? Và ở đây tích phân từ 2 đến 6 của hàm số f(v)dv cũng bằng gì đây? Chữ -3 rồi, vậy thì đến bây giờ để tính được tích phân từ 0 đến 2 thì thầy sẽ tách cận từ tích phân từ 0 đến 6. Vậy ở đây ta có này. Tích phân từ 0 đến 6 sẽ tách thành tích phân từ 0 đến 2. Đồng ý cho này chưa nhỉ? Cộng với tích phân từ 2 đến 6. Cộng với tích phân từ 2 đến 6. Vậy từ đó chúng ta sẽ rút ra được này. Vậy tích phân từ 0 đến 2 của chúng ta sẽ bằng tích phân từ 0 đến 2 chúng ta sẽ bằng tích phân từ 0 đến 6 trừ đi tích phân từ 2 đến 6. Được chưa nhỉ? Rồi mà tích phân từ 0 đến 6 thì bằng 4. còn tích phân từ 2 đến 6 thì bằng âm 3. Vậy 4 mà trừ đi âm 3 thì ở đây sẽ bằng 7. Ok chưa? Vậy chúng ta điền kết quả vào đây. Ta được anh này bằng 7. 7 trừ đi 6 kết quả là 1. Vậy ở đây thầy sẽ lựa chọn đáp án A nhé. Và thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 11. Ở cho câu số 11 đề bài cho chúng ta hàm số f(x) liên tục trên R và thỏa mãn nó là tích phân từ 1 đến 9 của hàm số f uh, căn x trên căn x nhân với dx bằng 4 và chúng ta có tích phân từ 0 đến 2 của hàm số f sin x nhân cos x nhân dx thì bằng 2. Đề bài bắt chúng ta tính tích phân từ 0 đến 3 của hàm số f(x) dx. Vậy thì khi quan sát vào câu số 11, thầy nhận xét ở đây như sau. Chúng ta có hai cái giả thiết một thằng chứa f căn x và một thằng chứa f sin x vậy trong bài toán này chúng ta sẽ phải sử dụng ở đây đó là đổi biến trước sau đó ở đây chúng ta sẽ phải nối cận để tính được cái thích phân đi cần tìm do có f căn x cho nên chúng ta phải đổi vi phân của x thành vi phân của căn x vậy thì những bài như này này thì các em hãy cố gắng đây làm thật nhanh có thể chỉ trong phần đổi biến ở phía trước thầy đã hướng dẫn các em cách chúng ta đổi luôn rồi thì ở đây trong bài này thầy sẽ hướng dẫn các em cách đổi luôn bởi vì nếu cả hai bài này mà các em đặt biến các em đổi biến hai lần liền thì nó đây nó rất là dài nhé nào thì chúng ta cùng nhau chúng ta xử lý thằng này trước nhé ta có này ta có đó là tích phân từ 1 đến 9 của F căn x trên căn x nhân dx thì anh này bằng anh này thì đang bằng 4 đúng không nhưng mà thôi thầy cứ biến đổi thằng này trước nhé rồi bằng 4 sau thì các bạn quan sát này nếu mà chúng ta muốn đặt căn x bằng T thì cái thằng dx này của chúng ta này phải đổi thành D của căn x mà các bạn biết rằng là D của căn x chúng ta đổi khi chúng ta tính nó ra thì nó bằng D trên 2 căn x. Có đúng không các em? Nó bằng D trên 2 căn x. Và ở đây chúng ta đã có sẵn D trên căn x rồi. Vậy tức là muốn chúng ta muốn đổi D thành D của căn x thì chúng ta sẽ phải tạo thêm hai ở dưới mẫu đúng không? Cái này chúng ta nhân thêm hai ở đây thì ở đây chúng ta sẽ có thêm hai ở đây nữa nhắc Cái là nhân hai dưới mẫu thì phải nhân hai lên trên tử để chúng chia tiêu nhau. Hoặc là cách thứ hai. Vậy thì chứng tỏ một điều đó là dx trên căn x sẽ bằng hai lần Đấy nhé, chúng ta nhân 2 lên trên, sẽ bằng 2 lần vi phân của căn x, đúng không? Vậy chúng ta làm thế nào cũng được. Nào, vậy thằng này bằng tích phân từ 1 đến 9 của F căn x. Nhân với cả mấy lần nhỉ? 2 lần vi phân của căn x. Được chưa? Thầy nhắc lại là dx chia căn x này, này. dx chia căn x này, sẽ bằng 2 lần vi phân của căn x. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể đẩy 2 ra ngoài. Chúng ta đẩy 2 ra ngoài. Sau đó, chúng ta được tích phân của F căn x nhân D căn x. Vậy thì ở đây thầy sẽ đổi biến thành FTDT. FTDT. Vậy thì cận của chúng ta thay đổi như thế nào? Nhớ nhá, đổi biến là phải đổi cận rồi. Chúng ta nếu chúng ta coi T là căn X, ta thay 1 vào đây, căn 1 thì ra 1. Rồi, chúng ta thay 9 vào đây thì căn 9 đây được bằng 3. Và chúng ta bây giờ kết luận là thằng này đang bằng 4. Vậy đề bài cho thích phân này bằng 4 đúng không? Rồi. Vậy thì từ từ chỗ này thì chúng ta sẽ rút ra được một điều, đó là tích phân từ 1 đến 3 của hàm số f(t) dt sẽ bằng 4 chia cho 2 và đây sẽ bằng 2. Nào, thầy sẽ nốt lại. Vậy đến lúc này thầy sẽ suy ra đó là tích phân từ 1 cho đến 3 của hàm số st dt sẽ bằng 2. Được chưa? Rồi. Tiếp theo này, chúng ta xử lý nốt cái giả thiết còn lại đó là tích phân từ 0 đến pi trên 2 của f sin x nhân cos x nhân x thì bằng 2. Nào, thì ở đây thầy sẽ biết ở đây. Tích phân từ 0 đến pi trên 2 của hàm số đó là f sin x nhân với cả cos x nhân với dx. Thì ở đây các bạn quan sát này chúng ta có f sin x nếu có f sin x thì chúng ta sẽ phải đổi vi phân của x thành vi phân của sin x thì chúng ta hãy thử tính nó ra vi phân của sin x thì ở đây nó bằng cos x dx có đúng không các em nó bằng cos x dx vậy ở đây các bạn nhìn này chúng ta có sẵn cos x dx rồi vậy thằng này này bản chất đây nó chính là vi phân của sin x đúng không nào thằng này chính là vi phân của sin x chúng ta đổi nó thành tích phân từ 0 đến bi trên 2 của f sin x nhân với vi, uh, vi phân của sin x ok nào vậy anh này bằng thì lúc này này chúng ta sẽ đưa thằng này thành vừa nãy chúng ta là t rồi chúng ta đổi nó sang một ẩn khác đi fu du rồi đúng không được chưa fu du vậy khi đổi tích phân từ 0 đến b trên hai của f sin x nhân d sin x thành fu du thì chúng ta đổi biến nhá nào x bằng không thay vào đây sin không ta được không thay x bằng b trên hai vào thì ta được sin b trên hai thì nó bằng một đồng ý chỗ này chưa nhờ rồi và hãy kiểm tra xem để các bạn nhìn này Bài toán đang cho tích phân này bằng 2 đúng không? Ok. Thì đến lúc này chúng ta quay trở lại câu hỏi của bài toán này. Đề bài bắt chúng ta tính tích phân từ 0 đến 3 của hàm số f(x)dx. Vậy ở đây chúng ta lại vừa tính ra được là tích phân từ 0 đến 1 của hàm số f(u)du thì bằng 2 và tích phân từ 1 đến 3 của hàm số ftdt cũng bằng 2. Vậy thì ở đây thầy sẽ tách tích phân từ 0 đến 3 của hàm số fx thành tích phân từ 0 đến 1 của hàm số fxdx cộng với tích phân từ 1 đến 3 của hàm số fxdx. Nào, vậy dựa theo tính chất thì tích phân từ 0 đến 1 của hàm số fxdx nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm số fudu. Vậy thì anh này bằng 2. Tương tự thì anh này cũng bằng 2. Do tích phân từ 1 đến 3 của fxdx sẽ bằng tích phân từ 1 đến 3 của hàm số ftdt. Vậy ở đây thầy sẽ thay là 2 cộng 2 Kết quả ở đây sẽ ra là 4 Được chưa nhỉ? Kết quả ra bằng 4 Vậy thì với đáp án đây vào 4 Thì chúng ta sẽ chọn đáp án C giúp đây Ok Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 12 Thì ở trong câu số 12 Đề bài cho chúng ta fx là một hàm số chẵn uh, Có đạo hàm trên cái đoạn từ 6 đến 6 Đề bài cho chúng ta biết rằng là tích phân từ trừ 1 đến 2 của hàm số fx dx thì bằng 8 và đề bài cho tích phân từ 1 đến 3 của hàm số f tại trừ 2x nhân dx ở đây nó bằng 3 và đề bài bắt chúng ta tính tích phân từ trừ 1 đến 6 của hàm số fx dx vậy sau khi đọc qua cái đề bài thì đến lúc này chúng ta cùng nốt lại xem đề bài trong ta những giả thiết gì và câu hỏi đây là tích phân từ trừ 1 đến 6 của hàm số fx dx thì với cái câu hỏi như này thì không có gì biến đổi rồi nhưng chúng ta quan sát này để tính được tích phân từ trừ 1 đến 6 mà đề bài lại cho tích phân từ 1 đến 2 Vậy chứng tỏ chúng ta sẽ phải tính nốt tích phân từ 2 đến 6 đúng không? Ok. Vậy ở đây thì nhắc lại lần nữa này, nếu chúng ta tách cái thằng y này đang là tích phân từ -1 đến 6 của hàm số f(x)dx. Chúng ta tách tách thành tích phân từ -1 đến 2. Được chưa? Ờ của hàm số f(x)dx cộng với cả tích phân từ Vậy thì nếu bây giờ nếu mà chúng ta cộng tiếp sẽ phải là cộng với tích phân từ 2 đến 6 của hàm số f(x)dx. Trong đó cái tích phân này thì đề bài cho bằng 8 Nhưng tích phân này thì chúng ta cần phải tính Nghĩa là cái tích phân này chúng ta Phải đi tìm nào Thế còn anh này đây bằng 8 thôi Vậy thì đến lúc này các bạn cùng nhau quan sát này Vậy muốn tính được tích phân từ hai đến 6 Chắc chắn chúng ta sẽ phải xử lý được cái giả thiết này Chúng ta xử lý được cái giả thiết đó là tích phân từ 1 đến 3 Của hàm số F tại trừ 2X nhân đấy đang bằng 3 Vậy ta có một điều như sau nhé tích phân từ 1 đến 3 của hàm số f tại ở uh, -2x nhân dx. Và các bạn cùng nhau quan sát này. Nếu bây giờ thì đổi vi phân, các bạn quan sát nhá. Nếu bây giờ thay đổi vi phân dx thành d của chữ -2x, ok, cái này thì làm được. Nhưng lúc này cận sẽ bị thay đổi như nào? Thì các bạn quan sát thật nhanh này. Nếu chúng ta đổi biến âm -2x thành t, vậy cận của chúng ta sẽ thành chữ -2 chữ -6. Đó, đấy là vấn đề. Thầy nhắc lại lần nữa nhé Nếu chúng ta đổi biến thành đặt T bằng âm 2X đúng không Thì cận của chúng ta sẽ thành âm 2, âm 3 À âm 2, âm 6 Mà đây chúng ta đang cần tích phân từ 2 đến 6 cơ Vậy thì đây cái vấn đề chúng ta phải xử lý dấu âm như thế nào Thì chúng ta để ý kỹ là đề bài còn cho ta yếu tố nó là Fx là một hàm chẵn Và các bạn nhớ là hàm chẵn là một hàm có F tại trừ X thì bằng Fx Thì cũng đồng nghĩa với việc đó là F tại trừ uh, 2X thì ta có thể đưa nó thành F2X đồng ý chỗ này chưa nhỉ, rồi f tại âm 2x sẽ bằng f2x, vậy ở đây thầy sẽ thực hiện thao tác đó là do fx làm chẵn nên f tại trừ 2x sẽ bằng f2x 1 đến 3 của hàm số f2x nhân với cả dx à vậy đến lúc này thì thầy bắt đầu mới đổi vi phân, sau đó thầy đổi biến ok, nào thầy sẽ đưa dx thành d của 2x, thì đây là những vi phân rất là dễ rồi vậy ta có thằng này bằng tích phân từ 1 đến 3 của hàm số f2x nhân với d của 2x thì nếu mà chúng ta đổi như này thì chúng ta phải chia hai nữa đúng không? Rồi, dx bằng du chia u phẩy mà. Nào vậy thì tiếp theo này, vậy anh này bằng uh, chúng ta sẽ đổi này, chúng ta là t bằng 2x. Vậy chúng ta sẽ có ft nhân với dt. Và chỗ này thầy đưa 1/2 ra ngoài. Nhưng cận của chúng ta lúc này ở đây sẽ là bao nhiêu thì các bạn cùng nhau quan sát này. Nếu thầy đặt t bằng 2x nhá. Nếu thầy đặt t bằng 2x thế thì cận của chúng ta này sẽ là từ 2 đến 6. Đúng những gì mà chúng ta đang cần tìm đúng không? Và các bạn nhớ là đề bài đang cho tích phân này bằng mấy đây? Bằng 3. Đúng không? Vậy từ đó ta tương đương. Tích phân vậy tích phân từ 2 đến 6 của hàm số FTDT sẽ bằng chúng ta nhân 2 lên, ở đây sẽ bằng 6. Anh này bằng 6. À vậy thì quay trở lại bài toán này. Tích phân từ -1 đến 2 chúng ta đã bằng 8 rồi. Tích phân từ 2 đến 6 của hàm số FX, FXDX thì cũng sẽ bằng tích phân từ 2 đến 6 của hàm số FTDT. Tức là cái tích phân này cũng bằng 6. Vậy ở đây chúng ta sẽ được tổng đây là 8 cộng với 6. Kết quả ra 14. Được chưa? Vậy tích phân Y của chúng ta đây là bằng 14. Và thầy sẽ chọn đáp án đây là đáp án D. Nhá. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào dạng số 3. Nó cũng là dạng cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Đó là tích phân hàm ẩn uh, từng phần. Tích phân hàm ẩn từng phần thì đây là một dạng... Uh, mà các thầy thi học của chúng ta rất yêu thích ra đề và thầy rất mong là các bạn sẽ nắm rõ và nắm vững được phần này. Thì đây các bạn cùng nhau quan sát như sau. Về mặt cách giải thì không khác gì so với các bài toán bình thường cả. Tuy nhiên ở đây trong phần này thầy sẽ hướng dẫn cho các em công thức giải nhanh nên là chúng ta giải trực tiếp luôn và thầy sẽ cho các em dấu hiệu để làm bài chứ chúng ta không kẻ cột hay là chúng ta uh, đặt UDV nữa nó sẽ rất là mất thời gian. Vậy thì ở đây thầy sẽ xét như sau. Xét UX ở đây là một hàm thường minh và FX là một hàm ẩn tích phân hàm ẩn từng phần thì bao giờ dấu hiệu của nó cũng như vậy sẽ có một anh là hàm tường minh hàm tường minh làm gì hàm tường minh là một hàm số cho trước cho trước nhá thế còn hàm fx là hàm như nghĩa là một hàm chưa xác định chúng ta cùng nhau quan sát như sau ví dụ như loại đầu tiên đề bài cho chúng ta tích phân từ a đến b của hàm số ux nhân với f x dx vậy thì các bạn nhìn này trong đây chúng ta đang có f nhân dx thì trong đó f đang là một hàm chưa xác định còn u lại là một hàm đã xác định rồi Vậy thì khi đó thầy sẽ sử dụng công thức tích phân từng phần như sau Thì các bạn chú ý đến cái dấu đạo hàm cho thầy nhé Các bạn nhìn này Tích phân từ A đến B của UX nhân F nhân DX Thì sẽ bằng UX nhân FX Nghĩa là tích của hai thằng này ở đây thì chúng ta sẽ không có đạo hàm nữa UX nhân FX luôn Và chúng ta thế cận luôn từ A đến B Ok chưa nhỉ? Trừ đi Và chúng ta sẽ phải trừ đi một cái tích phân từ A đến B Bây giờ chúng ta làm động tác này Nhìn vào cái tích phân ban đầu Chúng ta đổi đạo hàm sang đây là xong Nghĩa là bây giờ không phải là UX nhân F phẩy mà bây giờ là fx nhân u phải đồng ý chỗ này chưa nhỉ fx nhân u phẩy x nhân x thế là xong rất đơn giản đúng không các em rồi loại thứ hai loại thứ hai đó là đề bài cho chúng ta tích phân từ a đến b của hàm số ux nhân fx nhân x trong đó fx phải là mẩn nhá vậy thì đến lúc này này thì bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay là nếu đề bài cho fx dx thì chúng ta không có đạo hàm đúng không thì các em đừng quá lo lắng thì bản chất ở đây là nếu đề bài cho fx thì nó chính là f lớn đạo hàm thì 100% trong bài toán của chúng ta sẽ cho chúng ta trước F lớn F lớn là nguyên hàm của F nhỏ nhá. Những dạng bài toán cho như thế này thì kiểu gì đề bài sẽ cho chúng ta trước F lớn Vậy thì cho trước đây là gì? Sẽ cho giả thiết liên quan đến F lớn thì đúng hơn Cho giả thiết liên quan đến F lớn Vậy thì ở đây chúng ta biến đổi từ đây sang đây trước Tích phân từ A đến B của UX nhân FX nhân DX Ta sẽ đưa nó thành tích phân từ A đến B của UX nhân F x nhân DX các bạn đã nhìn thấy rõ chỗ này chưa nhỉ? và đến lúc này chúng ta làm tương tự như cầu ở phía trên thì nó sẽ ra ux nhân f lớn x thế cận từ a đến b rồi trừ đi một cái tích phân đó là tích phân từ a đến b bây giờ không phải là ux nhân f lớn phải mà bây giờ là f lớn nhân u phải x được chưa nghĩa là chúng ta chuyển cái đạo hàm này sang cho cái hàm từ minh thế là xong ok vậy thì để chúng ta hiểu rõ bài toán hơn thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào một số các bài tập cụ thể nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 13 thì ở trong câu số 13 đề bài cho chúng ta hàm số fx thỏa mãn đó là tích phân từ 0 đến 1 của x cộng 1 nhân f với x nhân dx bằng 10 và đề bài cho chúng ta đó là hai lần hai uh, lần f tại 1 trừ f tại 0 thì bằng 2 và đề bài yêu cầu chúng ta đó là tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm số fx nhân dx vậy chúng ta quan sát vào cái giả thiết ở đây này cái câu hỏi này thì không có gì để biến đổi rồi nên chúng ta quan sát cái giả thiết này trong cái giả thiết này của chúng ta đúng là đang có một hàm tường minh nhân với một hàm ẩn đúng không và đang có dạng là ux nhân f phải giống như phần lý thuyết thầy vừa đưa cho vậy ta có nào thầy viết lại cái giả thiết tích phân từ 0 đến 1 của x cộng 1 nhân với cả f phải x nhân với dx anh này sẽ bằng nó bằng 10 nhá nhưng bây giờ thầy biến đổi trước đã nào thì các bạn nhìn thấy cách thầy biến đổi này ở đây uh, nó sẽ bằng như sau nó sẽ bằng x cộng 1 nhân fx sau đó thế cận đúng không x cộng 1 nhân với cả fx sau đó chúng ta thế cận từ 0 đến 1 trừ đi một cái tích phân từ 0 đến 1 bây giờ chúng ta sẽ đổi cái đạo hàm này sang cho x cộng 1 vậy ở đây nó sẽ bằng fx nhân này nhân gì các bạn nhỉ nhân x cộng 1 đạo hàm à thế thì chúng ta tính luôn đó thầy x cộng 1 đạo hàm thì nó bằng 1 vậy ở đây, đây thầy cứ vẫn viết ra cho các em nhé x cộng 1 đạo hàm nhân đấy và các bạn chú ý kỹ là chỗ này đang bằng 1 ok không? vậy đến lúc này thầy sẽ thay nó vào anh này bằng thêm một vào đây ta được là hai lần f tại một trừ đi thay không vào đây thì ta được là gì nhỉ uh, không cộng một là một thay không vào đây được f thay không nhân này f thay không và trừ đi vậy nếu thằng này bằng một thì các em có để kỹ là vậy thì cái tích phân này của chúng ta chính là tích phân từ 0 đến 1 của dx và đây chính là câu hỏi của bài toán nghĩa là cái tích phân này chính là cái giá trị y mà chúng ta cần tìm vậy chúng ta đang trừ đi y Đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Anh này đang bằng 10 Anh này đang bằng 10 Vậy từ đó chúng ta rút ra Y bằng gì các bạn nhỉ? Y của chúng ta lúc này sẽ bằng 2 lần F tại 1 Trừ F tại 0 Trừ 10 Mà 2 lần F tại 1 Trừ F tại 0 Thì đề bài cho trước bằng 2 rồi Vậy cái Y này của chúng ta Thầy nhắc lại nhé Thằng này ở đây đang bằng 2 Vậy Y của chúng ta sẽ là 2 trừ 10 2 trừ 10 Kết quả là ta trừ 8 Vậy đáp án thầy chọn đây Đó là đáp án D nhá. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 14 Ở trong câu 14 đề bài cho ta hàm số Fx uh, có nguyên hàm là f lớn x trên cái đoạn từ 1 đến 2 và đề bài cho f lớn tại 2 thì bằng 1 và tích phân từ 1 đến 2 của f lớn x nhân dx thì bằng 5 đề bài yêu cầu chúng ta đó là tính tích phân y là tích phân từ 1 đến 2 của hàm số x 1 nhân fx nhân dx Vậy chúng ta cùng nhau phân tích này Bài toán này nhé, giả thiết thì không không có gì để biến đổi cả à, Thằng này không không có gì để biến đổi đâu nha Chúng ta quan sát vào đây này Câu hỏi của chúng ta đang có thể tích phân từng phần Trong đó có một phần là hàm ẩn Mà ở đây hàm ẩn ta là fx Vậy chúng ta hãy đưa fx này về f lớn x đạo hàm nha. Chúng ta đưa fx này thành f lớn x đạo hàm Vậy y của chúng ta này sẽ bằng Tích phân từ 1 đến 2 Của x 1 nhân này nhân này f lớn x tạo à nhân đấy ok vậy đến lúc này ở đây chúng ta áp dụng công thức mà thầy vừa cho vậy anh này bằng gì nhỉ à, thầy viết xuống dưới nó hơi dài nhé nó sẽ bằng x 1 nhân f lớn x thế cận từ 1 đến 2 thế cận từ 1 đến 2 trừ đi tích phân từ 1 đến 2 được chưa trừ đi tích phân từ 1 đến 2 bây giờ chúng ta đổi cái đạo hàm này sang cho x 1 Vậy thằng này sẽ là f(x) nhân với cả x 1 đạo hàm nhân để x. Sau này ở đây thì các cái hàm như này kèm tự đạo hàm luôn. Rồi. Ví dụ nó ra 1 ra 2 thì chúng ta viết luôn kết quả nhá. Chúng ta không viết công thức tổng quát như này nữa nó hơi mất thời gian. Vậy ở đây chúng ta thay giả thiết vào thầy. Vậy này bằng này, thay cận vào. Đây là hai lần f lớn tại 1. Trừ đi. Thì nếu chúng ta thay 1 vào đây thằng này bằng 0 này, vậy là chúng ta trừ đi 0 ở đây. Trừ đi. Tích phân từ 1 đến 2 của hàng số F lớn x đấy, đấy, Do anh này đạo hàm ra 1 Bây giờ chúng ta cùng thay vào thôi nhé Vậy đề bài cho F lớn tại 1 thì bằng 1 Vậy đây anh này bằng 2 Cái thích phân này thì đề bài cho bằng 5 Vậy 2 5 Kết quả ở đây sẽ ra là 3 Vậy ở đây đáp án thầy chọn đó là đáp án A Rồi thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào con số 15 Ở trong con số 15 đề bài cho F lớn là một viên hàm của hàm số F nhỏ x và đề bài cho F lớn ta 2018 bằng tích phân từ trừ 1 đến 2017 của F lớn tại x cộng 1 nhân dx bằng 1 hay tính tích phân y là tích phân từ 0 đến 2018 của x nhân với cả fx nhân dx. Vậy trong bài toán này ở đây chúng ta có hai vấn đề cùng phải giải quyết Thứ nhất này, giả thiết này thì chúng ta phải đổi biến còn giả thiết này thì chúng ta phải từng phần Đồng ý chưa nhỉ? Vậy thế xử lý từ cái giả thiết đầu tiên đã Tại sao thầy phải đổi biến? Thầy đã nói rồi, nếu bên trong này không phải là x thì chắc chắn ta phải đổi biến. Ok. Vậy ở đây ta có này, tích phân từ trừ -1 đến 217 của f lớn x cộng 1 thì chúng ta sẽ đổi dx thành d của x cộng 1 luôn. Thì các bạn nhớ là hai thằng này bằng nhau nên chúng ta không thể bớt gì cả. Và bây giờ chúng ta đặt x cộng 1 là t. Vậy chúng ta sẽ có tích phân của hàm f lớn t dt nhưng cận của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta thay trừ 1 vào đây thì nó sẽ là 0. Nếu thay x bằng 2017 thì ta được cận trên bằng 2018. Rồi, ok. Và đến đây chúng ta biết là cái tích phân này đang bằng 1 nhá, tích phân này đang bằng 1. Vậy thầy đã xử lý xong được cái giả thiết này rồi. Thế mà thầy còn cái câu hỏi. Câu hỏi tích phân y của chúng ta bằng tích phân từ 0 đến 2018. x nhân này thì ở đây có fx nếu có fx thì chúng ta đưa về f lớn đạo à nhé nhân về dx và ở đây đến lúc này chúng ta sử dụng công thức thầy cho đó là bằng x nhân f lớn x thế cận từ 0 đến 2018 trừ đi tích phân từ 0 đến 2018 bây giờ chúng ta x nhân f phẩy sẽ đổi lại thành fx nhân x phẩy nhá vậy thì uh, x phẩy chúng ta thì bằng một rồi cho nên đây sẽ là f lớn x nhân đấy thế là xong và bây giờ chúng ta thế cận vào nhá nào chúng ta thay 2018 ở đây ta được 2018 nhân f lớn tại 2018 thay không vào đây thằng này bằng không thôi thầy không trừ không nữa đâu nhá nó không ảnh hưởng gì cả trừ đi cái tích phân này và các bạn nhớ cái tích phân này thì tích phân từ 0 đến 2018 của hàm số F lớn x dx thì nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến 2018 của hàm số F lớn tdt. Cái là bản chất cái tích phân này đang bằng 1, vậy trừ đi 1. À vậy đến lúc này chúng ta quan sát nốt này. Ở đây chúng ta có F lớn tại 2018 đây. F lớn tại 2018 đang bằng 1 đây này. Vậy anh này cũng bằng 1 đúng không? Vậy kết quả được 2018 trừ đi 1 thầy được 2017. Vậy đáp án của thầy đây, đó là đáp án B nhá. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 16. Thì ở trong câu số 16 đề bài cho chúng ta hàm số fx liên tục trên R và đề bài cho f tại 2 thì bằng 16. Ờ, đề bài cho chúng ta tích phân từ 0 đến 2 của hàm số fx dx thì bằng 4. Đề bài yêu cầu chúng ta tính tích phân từ 0 đến 1 của hàm số x nhân f phẩy tại 2x nhân dx. Thì đến lúc này chúng ta cùng nhau quan sát này. Giả thiết thì không có gì để biến đổi cả. Nhưng câu hỏi đây có vấn đề. Nào các bạn quan sát vấn đề đây là gì? Nhìn này chắc chắn là từng phần rồi. Nhưng trước khi từng phần thì chúng ta phải đổi biến Cái vấn đề ở đây nhá là chúng ta phải đổi biến trước Thì trong bài toán này nếu mà các bạn đây có thể đổi trực tiếp là tốt Nhưng mà do bên ngoài có giữ ích nên thầy bài này thầy sẽ đặt hẳn ra Để tránh trường hợp chúng ta nhầm lẫn nhá Nào, vậy đặt T bằng Đặt T bằng 2X trước khi từng phần Đang có 2X ở đây là không từng phần được đâu Vậy thì ở đây chúng ta sẽ rút ra là X chúng ta sẽ bằng T chia 2 và dx của chúng ta sẽ bằng dt trên 2 Ok. Sau đó chúng ta đổi cận. Ờ, thôi đổi cận thì thay 0 vào đây được không? Mà thay 1 vào đây được hai nhé. Đổi cận chúng ta tự đổi. Vậy từ đó suy ra y chúng ta bằng. Nào, chúng ta sẽ thay cái x này này là bằng t trên hai. Nhân với f phẩy để t nhân này. Dx ở đây thầy sẽ thay thành dt trên hai. Nhưng cận của chúng ta không phải là từ 0 đến 1 đâu nhá. Cận của chúng ta bây giờ là thay 0 vào đây được không? Thay 1 vào đây được 2, cận đang là từ 0 đến 2. Rồi, Ờ, hãy nhớ là những bài nào mà chúng ta có thể đổi được trực tiếp và đặt được luôn thì uh, nó đơn giản thì ta hãy làm tắt một tí còn nếu trong trường hợp nó phức tạp ví dụ bên ngoài có ích như này này thì thầy khuyên là các em nên đặt ra tránh trường hợp chúng ta nhầm lẫn nhé rồi vậy ở đây kết quả thầy sẽ đưa được một phần tư ra ngoài thì bên trong của thầy sẽ là tích phân từ 0 đến 2 của t nhân f phẩy t nhân với dt ok và đến chỗ này thầy sẽ bắt đầu tích phân từ vật nào vậy anh này bằng một phần tư này nhân bằng bằng ra nhân bằng bằng ra chỗ này thầy được t nhân ft thế cận t nhân ft thế cận từ 0 đến 2 trừ đi tích phân từ 0 đến 2 thì bây giờ chỗ này sẽ thành t nhân f phẩy bây giờ sẽ thành f nhân t phẩy được chưa mà t phẩy thì bằng một cho nên đây thầy ghi là T luôn ok ok rồi với anh này bằng nào các bạn nhìn nào 1 phần 4 1 phần 4 Nhân một ngoặc này Thay này, thay 2 vào đây thì được 2 lần F2 Nhưng thay 0 vào thì bằng 0 rồi Nên không thay vào cận dưới Ở đây nó bằng 0 nên thầy không ghi, không ghi nữa Thế cái tích phân này thì các bạn quan sát này Thì tích phân từ 0 đến 2 Của hàm số FTDT Thì nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến 2 Của hàm số FXDX Vậy thì cái tích phân này cũng bằng 4 này Vậy đây thầy sẽ trừ đi 4 Vậy này là 1 phần 4 Nhân bằng ngoặc ra F2 thì đề bài cho bằng 16 Vậy kết quả chỗ này là 32 trừ đi 4 Ok chưa 32 trừ 4 Là 28 28 trừ 4 đây là 7 Rồi Kết quả bằng 7 này Cái này các em tự bấm máy thôi Ok nếu bắt trong giờ không nhầm được Vậy thì với kết quả bằng 7 Thì ở đây thầy sẽ chọn đáp án D khóa học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt